Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác đang theo dõi video của em ngày hôm nay. Các bác cố gắng chú ý nhìn lên trên màn hình. Hôm nay bên shop vừa giới thiệu cho bác về một số cái mẫu laser và mẫu kính bắn nhanh các bác nhé. Đấy. Ngày hôm nay em cũng có một vài con laser thanh lý cho anh em giá rẻ nhé. Đấy, mà trước khi giới thiệu về laser, các bác cho em giới thiệu qua về hôm nay em có một con hàng thanh lý cho bác nhé. Đấy. Con này thanh lý cho anh em 50.000. Rẻ chưa các bác? Quá rẻ đúng không? Đấy, thì bác nào muốn mua con hàng thanh lý này các bác cố gắng theo dõi đến cuối video giúp em nhé. Để bây giờ em giới thiệu chi tiết cho các bác về một số cái dòng laser bên em đang bán ra cung cấp trên thị trường cho các bác nhé. Đấy. Bên em sẽ ship code COD đồng kiểm 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc các bác. Đến nơi các bác và anh em được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Đấy. Đây đều là những cái mẫu laser đang rất chi là hot trên thị trường hiện nay các bác. Đấy, xin phép các bác một chút thời gian em giới thiệu chi tiết từng mẫu báo giá công khai nhé. Đây, đầu tiên thì em cầm trên tay em là con này, là con laser đầu đạn các bác nhé. Đấy, hiện tại con laser đầu đạn này thì nó có tia xanh và tia đỏ các bác. Đấy, con này thì nó sẽ có chân dây 11 và 20 các bác nhé. Đấy, có chân dây 11 và 20 để cho anh em chơi những cây côn đô anh em nắp chân dây 11, còn là FX các bác nắp chân dây 20. Đấy, các bác có thể tháo vào chân dây này nhé. Đó, con này thì sẽ là dùng pin sạc các bác nhé. Hết pin anh em lại sạc. Cái phụ kiện anh em mua nó đi theo bao gồm một kẹp dây, một kẹp nòng, một đuôi chuột và một củ sạc các bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn này, đây là con laser đầu đạn tia đỏ các bác nhé. Đấy, các bác nhìn tia đỏ cực kỳ đẹp nhé. Cái này thì mình có thể chỉnh tâm chỉnh tia rất chi là ok. Hiện tại cái mẫu này thì đang được bên em bán với giá bao nhiêu ạ? Giá công khai cho anh em nhé. Tia đỏ là 260.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho bác và anh em nhé. Đấy. Con này anh em chơi thì nó chống rung, chống giật, chống nhảy tâm cực kỳ tốt. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là dùng nó bền bỉ theo thời gian. Cái thứ ba là nó phù hợp trong tầm giá tiền các bác. Laser trong tầm giá. Con laser đầu đạn màu đỏ này em đang chào bán giá công khai 260.000 bao ship đến tận nhà cho bác nhé. Đấy. Hoặc là cái mẫu laser tiếp theo em lên cho bác này. Đây cũng là laser đầu đạn nhưng mà tia xanh. Tia xanh thì để cho anh em chơi chuyên ban ngày nhé. Tia đỏ này anh em chơi chuyên ban đêm. Tia xanh thì mình chơi chuyên ban ngày nhé. Đấy. Vì mỗi một cái loại tia mình chơi một buổi ngày đêm khác nhau nhé. Anh em nào chơi ngày mình nên lấy tia xanh, chơi đêm nên lấy tia đỏ nhé. Đó. Các bác nhìn này, tia xanh này cực kỳ là sáng nhé. Tia xanh thì có giá bao nhiêu? 320.000 các bác nhé. 300.000 các bác nhé. Tia xanh là 300.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác. Đấy. Bây giờ em đang khuyến mại cho anh em ưu ái giá cực kỳ tốt. Còn là cao cấp hơn các bác có thể tham khảo qua cái dòng kính bắn nhanh các bác nhé. Đây. Các bác quan sát này. Trên tay em đang cầm con này, con kính bắn nhanh con dán các bác nhé. Đấy. Kính bắn nhanh con dán này, các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn tia. Quay hơi khó. Đấy, các bác nhìn nhé. Đấy, kính bắn nhanh con dán này thì giá công khai cho anh em nhé, 420.000 bao phí cước đến tận nhà cho anh em. Đó, kính bắn nhanh con dán. Hoặc là cao cấp hơn thì các bác có thể lấy cái laser ống to nhé. Đấy, con này chống nước các bác nhé. Đây, nó có cái nắp chụp đây để chống nước, không bị nước vào cái chỗ mình chỉnh tâm chỉnh tia này các bác nhé. Đấy, đây, em tháo hẳn ra cho các bác cùng xem này. Cái mẫu laser, con này là laser tia, con này là tia xanh các bác nhé. Này, các bác quan sát này, tia xanh. Đấy, con này là laser ống tia xanh. Cái mẫu tia xanh này thì bây giờ hiện tại đang được bên em bán giá công khai nhé. Tia xanh là 330.000 các bác nhé. Laser ống xanh 330.000 các bác nhé. Đấy, các bác nhìn laser ống xanh là 330.000. Còn là bác nào lấy laser ống đỏ như này nhé, cái này thì cái tia sáng cường độ sẽ cao hơn các bác nhé. Laser ống đỏ này, laser ống rồi, con này laser ống đỏ cũng để các bác chuyên chơi đêm nhé. Laser ống đỏ con này cường độ ánh sáng cao hơn, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm, chống nước này các bác này. Đấy, cái này có dây sẽ là dây 11, có ôm nòng cho anh em, có kiểu dây kẹp nòng nhé. Ví dụ bác nào chơi FX thì mình có thể nắp nó có cái kẹp nòng ôm nòng phi 28 luôn. Còn bác nào nắp condo thì nó có sẵn dây 11 cho anh em để anh em nắp. Đấy, tiện chưa. Cái này thì tia xanh là 330.000, tia đỏ là 300.000 các bác nhé. Đấy, laser ống to. Đấy, cái này cường độ sáng nó mạnh hơn, khỏe hơn. Laser nó to hơn, nhìn thể thao hơn, chất hơn các bác. Nói chung là cái gì nó cũng hơn, tiền nó cũng lại cao hơn. Nói vui các bác vậy nhé. Nói chung là tiền nào của đấy rồi. Đây, còn là bác nào muốn cao cấp hơn, các bác có thể tham khảo sang cái dòng laser đại bàng các bác nhé.
laser đại bàng. Hiện tại cái laser đại bàng này thì nó có laser này các bác này, có laser đấy các bác nhìn này, người ta thì có đèn pin này đấy các bác nhìn đèn pin sáng quá sáng đúng không. Cái laser này thì hiện tại đang được bên em bán với giá công khai nhá, 450.000 laser đại bàng nhá. Vậy xem rồi, cái này là 450.000 các bác nhá, 450.000 laser đỏ laser đại bàng màu xanh đấy, có kẹp dây, có kẹp nòng, có sạc, có đôi chuột đầy đủ cho anh em. Còn là bác nào muốn lấy tia đỏ nhá, đây tia đỏ, đây tia đỏ này thì báo giá công khai cho anh em là 420.000 nhá, 420.000 bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác, đến nơi anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Bên em ship cút COD đầu kiểm 63 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc. Đây, để với một con hàng ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em nhé, thanh lý cho em con này rẻ 99.000 các bác nhé. Đấy, con này thì laser đầu đạn tia đỏ này em đang bán là 260.000, hàng hoàn về quay đầu thanh lý cho anh em chỉ có 99.000 đấy. Đây em gửi đi cho bác đầy đủ phụ kiện nhé, sạc này, pin này, laser này. Đây em thử cho bác luôn nhé. Đây, thử cho anh em, các bác luôn. Con này là hàng quay đầu, hàng bon. Lọc lá cho anh em nhé, lọc lá cho anh em con này 99.000 đây. Vậy sáng ngon lành cành đào các bác nhé. Đấy, sáng ngon lành cành đào, ok chưa. Thanh lý cho anh em con này là 99.000, laser đầu đạn tia đỏ. Bác nào nhanh tay thì gọi điện đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em. Chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe các bác nhé.